Hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình. Mình là Bảo đến từ KTM Husqvarna Sài Gòn. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng showroom ha, cũng như là giới thiệu về các loại dòng xe cũng như là giá bán các dòng xe của bên mình hiện tại. Ok, mọi người đi theo mình nha. Thì khu vực này là khu vực của KTM. Thì mình sẽ xin giới thiệu từ dòng nhỏ nhất trước. Thì đây là dòng Đúc 200, một dòng xe dành cho những người mới tham gia vào thế giới phân khối lớn, rất là gọn gàng, nhỏ nhắn và dễ tiếp cận. Thì giá bán của chiếc xe này hiện tại đang là 137 triệu. Ok, rồi tiếp theo một dòng xe lớn hơn một tí xíu. Đây, một con xe cũng đã được lên thùng, lên đồ, thì các bạn cũng sẽ biết đây là dòng xe ADV 390. Thì chiếc ADV 390 này thì nó sẽ có một mẫu nữa là mẫu Đúc 390. Thì hiện tại bên mình thì đang chưa có xe để chừng ở đây, xe quá hot, nên là mình đang hiện đang có một chiếc ADV 390 ở đây. Thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn, đây là cũng là một cái dòng ADV dành cho những người mới, cũng rất là gọn gàng, nhỏ nhắn, và giá xe của chiếc này là 236 triệu. Rồi, cảm ơn. Rồi tiếp theo tới phân khúc tầm trung, thì mời mọi người nhìn qua phía bên này. Đây, bên này nha. Đây là một chiếc xe đang được rất nhiều sự quan tâm của giới chơi xe, một chiếc Đúc 790. Đây là một phân chiếc nét tầm trung, rất mạnh, rất nhẹ. Xe này thì mình cũng đã dán lại một cái màu nó khá là khác. Cái màu đúng của xe thì nó sẽ là màu cam, còn cái phần này mình đã dán lại một cái màu xám, nhìn nó rất là cứng cáp và mạnh mẽ. Thì mẫu xe này bên mình thì đang bán với giá là 399 triệu. Đó, mời mọi người xem nha. Rồi, và cặp đôi này cũng là cặp đôi đang đã xuất hiện trên những cái clip của mình rất là nhiều. Đây là 790 ADV. Thì ở đây là bản tiêu chuẩn, mình còn một bản nữa là bản R, thì nó sẽ chiều cao yên nó sẽ cao hơn. Và nếu mà bạn nào muốn biết nhiều hơn về cái điểm khác nhau giữa hai dòng này thì mình có thể coi một số clip của Bảo đã làm ha. Thì mẫu 790 ADV này thì mình đang bán với giá là 445 triệu. Đây, mình đang cũng có hai màu, màu cam này là màu tiêu chuẩn, và còn màu xám phía bên này là do tụi mình đã dán lại để cho cái cho mọi người có thêm những sự lựa chọn. Rất tuyệt vời ha. Và đây là một bé bự đến từ nhà KTM. KTM 1290 Super Adventure bản S. Thì đây là một chiếc xe nhập châu Âu nguyên chiếc, cực kỳ nhiều công nghệ, và sắp tới mình cũng sẽ làm một cái clip review chi tiết về cái mẫu xe này. Thì cái mẫu xe này đang được bán với giá là 862 triệu. Và số lượng thì cực kỳ có hạn luôn nha. Nếu mọi người ai có quan tâm dòng xe này thì hãy liên hệ ngay với mình để mình có thể được xem và có thể sở hữu cái mẫu xe này, một trong những chiếc ADV đỉnh nhất. Ok, đó là bây giờ là mình sẽ tới cái khu vực của Husqvarna. Thì Husqvarna ở đây tụi mình đang có phân phối các dòng là Spartan và Vitbilen 200 và 401. Thì ở đây mình lại không có mẫu Spartan 200 rồi. Tí nữa mình sẽ cho mọi người coi, nó đang nằm ở trên lầu ha. Thì đây là mẫu Spartan 401. Thì đây là một chiếc xe cũng được rất nhiều giới chơi xe quan tâm vì cái thiết kế độc lạ, cũng như là đây là mẫu xe Husqvarna lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Thì giá bán của chiếc xe này đang là 206 triệu cho cả mẫu Spartan và mẫu Vitbilen luôn. Mẫu Vitbilen thì anh em có thể biết đấy, đó là mẫu Cafe Racer. Clip chi tiết thì mình cũng đã review về chiếc Vitbilen này ở trong kênh của mình rồi, anh em có thể tìm và theo dõi ha. Ok, mời mọi người giờ mình đi lên trên phía trên lầu của showroom mình ha. Ok, thì đây xin giới thiệu với mọi người, đây là mẫu Spartan 200. Đó, một mẫu xe cũng là 200 khối dành cho những người mới, rất là phù hợp luôn.
rất là nhỏ nhỏ gọn và nhẹ nhàng. Thì cái mẫu xe này thì mình đang được phân phối với giá là 166 triệu ha. Đây. Rồi, ở bên phía này thì mọi người có thể thấy đây là khu trưng bày các đồ quần áo merchandise của Husqvarna cũng như là của KTM. Rất nhiều quần áo đẹp nha anh em. Mọi người có thể lên và sắm cho mình một cái áo Husqvarna hoặc KTM. Đây có cả ba lô, giày, găng tay, hầu như là đầy đủ. À, đây phía ngoài này mình sẽ có một chiếc kit Billen. Đây, mời mọi người. Đây là Vip Billen. Vip Billen 401 ha. Đây là mẫu xe mà như mình nói hồi nãy đó. Đây là mẫu Cafe Racer. Mẫu xe này cũng đang được rất nhiều anh mọi người ưa chuộng. Với cái dáng ngồi rất là cà phê, rất là sport. Và cái phần xe thì thiết kế rất là độc đáo, cũng như cái thế ngồi của mình nó rất là sport. Mẫu xe này thì cũng đang được phân phối với giá là 206 triệu bằng giá với Vip Billen 401 luôn. Và chiếc này thì mình đang có chùm lên một bộ tem màu xanh, nhìn khá là ưng mắt, nhìn khá là lạ. Thì mọi người nếu mà ai có nhu cầu hay là ai có quan tâm mẫu xe nào thì hãy comment xuống dưới bên dưới video của mình ha. Và cái khu vực cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với mọi người là khu vực service cũng như là khu vực bảo trì xe ha. Thì đây là có một số con xe là mình chuẩn bị giao và một số mẫu xe vừa mới về từ cảng, thì mình chuẩn bị là mình sẽ đem lên showroom để mình trưng bày. Thì đây là cái khu vực để giúp cho cái xe của mọi người sau khi mà mua thì sẽ được bảo dưỡng và được kiểm tra cũng như là được sửa chữa một cách hoàn hảo nhất. Đây là cũng là service chính hãng của KTM và Husqvarna luôn ha. Ở đây thì mình cũng có một số cái phụ kiện được để gắn trên xe, giống như là bô đồ chơi, thùng cũng như là nhớt và lọc nhớt dành cho cái xe của mọi người. Ok, cảm ơn mọi người.